Xin chào tất cả các em nhé. Hôm nay anh sẽ dạy chúng ta bài đầu tiên về chương trình lớp 12 nhé. Bài đầu tiên về chương trình lớp 12 cũng chính là bài toán về chương đầu tiên của chúng ta. Thì các em nhớ này, chương đầu tiên của chúng ta là chính là chương hàm số nhé. Chương 1 là chương hàm số của chương trình lớp 12. Chúng ta ghi nhé, chương 1. Được chưa nhỉ? Thì chương đầu tiên chính là chương hàm số. Hàm số nhá. Thì trong chương này cũng là chương chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi các em nhá. Chương này trong đề thi nó phải rơi vào tầm từ 10 cho đến 12 câu. Đấy. Nó rơi vào trên 2 điểm. Trên 2 điểm. Thế chúng ta cần phải lưu ý chương này nhá. Thì bài đầu tiên là chúng ta học này. Bài đầu tiên chúng ta sẽ học về tính đơn điệu của hàm số. Các em ghi đơn điệu của hàm số. Đấy. Nhá. Thì các em chú ý này. Trong chương hàm số này ấy, chúng ta có 7 bài. Thì bài đầu tiên là chúng ta học về đơn điệu. Bài thứ hai chúng ta học về cực trị. Bài 3 là chúng ta học về min max. Bài 4 tiệm cận. Bài 5 tương giao. Bài 6 đồ thị. Và 7 là bài toán về tiếp tuyến. Đấy, đấy chính là 7 bài toán quan trọng nhất của chương hàm số này. Được chưa nhỉ? Trong đề thi thì nó mỗi dạng nó sẽ rơi vào một tầm 2 câu, 1 đến 2 câu. Các em chú ý nhá. Thì chúng ta vào bài toán đầu tiên là chúng ta học về đơn điệu của hàm số. Nhá. Thì các em ghi này. Phần đầu tiên là phần 1. Chúng ta ghi về định nghĩa của đơn điệu. Định nghĩa nhá. Định nghĩa. Các em ghi như sau. Cho hàm số y bằng fx. Cho hàm số y bằng fx. Được chưa nhỉ? Nhá. Nếu mà hàm số này này, các em ghi nhá. Cái kiến thức đầu tiên các em ghi. Nếu đồ thị hàm số. Nếu đồ thị hàm số. Mà luôn đi lên nhá. Luôn đi lên nhá. Từ trái sang phải. Từ trái sang phải. Trong khoảng từ A đến B. Trong khoảng từ A đến B nhá. Trong khoảng từ A đến B. Thì các em suy ra này. Các em suy ra này. Hàm số. Hàm số luôn đồng biến. Hàm số luôn đồng biến nhá. Trên khoảng từ A đến B. Luôn đồng biến trên khoảng từ A đến B. Được chưa? Đấy là kiến thức đầu tiên chúng ta phải nhớ được. Nếu đồ thị mà luôn đi lên từ trái sang phải nhá. Đấy chúng ta chú ý như sau này. Đây nhá. Ví dụ là anh có đồ thị của hàm số trên khoảng từ A đến B như thế này. Nhá. Đấy. Hàm số có đồ thị luôn đi lên từ trái sang phải trên đoạn từ A đến B nhá. Trên đoạn từ A đến B. Được chưa? Đấy. Thì các em nhớ này, nếu đồ thị là một đường đi lên từ trái sang phải trên đoạn từ A đến B thì hàm số đồng biến trên đoạn từ A đến B nhá. Ok, đây là kiến thức đầu tiên là chúng ta phải nắm được nhá. Đấy thì các em có nhận xét như sau này. Nhận xét nhá. Thì khi chúng ta có x1 mà nhỏ hơn x2 thì các em suy ra cho anh như sau nhá. Nếu mà chúng ta có x1 nhỏ hơn x2, ví dụ như anh lấy ví dụ nhá. Đây là x1 này. Giờ x2 của chúng ta đây. Đấy. Nếu x1 nhỏ hơn x2 thì các em có này. Chúng ta tính y(x1) nhá, tương ứng nhỉ. Đây, đây chính là y(y1) và tương tự các em gióng vào đây. Các em tìm được cho anh là y2, được chưa? Đây là trục OXY. OXY. Nhá. Thì các em ghi nhận xét đầu tiên là gì? Nếu x1 nhỏ hơn x2 thì các em suy ra cho anh là cái gì? y1 sẽ nhỏ hơn y2, đúng không? y1 nhỏ hơn x2. Nhá, đấy là nhận xét đầu tiên về phần tính đồng biến. Được chưa?
Đấy. Ok nhá. Nếu mà chúng ta có x1 nhỏ x2 thì đồng nghĩa với y1 cũng nhỏ hơn y2. Đấy là cái nhận xét đầu tiên của hàm số đồng biến nhá. Rồi chúng ta ghi cho anh phần định nghĩa số 2. Các em ghi phần định nghĩa số 2. Được chưa? Thì các em ghi như sau này. Nếu đồ thị hàm số, nếu đồ thị hàm số luôn đi xuống từ trái sang phải, từ trái sang phải nhá, trong khoảng từ A đến B, trong khoảng từ A đến B, được chưa? Thì các em suy ra này, hàm số luôn nghịch biến trên khoảng từ A đến B, hàm số luôn nghịch biến trên khoảng từ A đến B nhá. Đấy, thì chúng ta nhìn đồ thị như sau nhá. Các em vẽ cho anh đồ thị vào nhá. Đúng không? Thì đây chính là trục OXY này. OXY này. Nhá. Thì các em nhận xét như sau này. Nếu mà đồ thị hàm số luôn đi xuống từ trái sang phải trên đoạn từ A đến B. Được chưa? Đây là đoạn từ A đến B nhá, chúng ta xét nhá. Đây A đi B đây. Được chưa? Thì các em nhận xét này. Trên khoảng từ A đến B, đúng không? Trên khoảng từ A đến B, hàm số luôn đi xuống từ trái sang phải. Thì hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng từ A đến B nhá. Nghịch biến là nó đi luôn đi xuống và đồng biến là luôn đi lên. Ok nhá. Thì chúng ta ghi cho anh nhận xét như sau này. Chúng ta ghi nhận xét nhá. Thì nếu này, nhận xét thì cũng tương ứng như ở trên thôi. Nếu chúng ta có nghiệm x1 nhỏ hơn nghiệm x2, đúng như nhỉ? Đây là x1 nhá. Đây là nghiệm x2 này. Đúng chưa? x2 này. Ok. Nếu mà chúng ta sẽ có x1 nhỏ x2 thì các em suy ra này. Thì các em tìm cho anh y1 và y2 tương ứng. Thì đây là y1. Đây là y2 tương ứng, đúng không? Thì các em có nhận xét gì về y1 và y2 nhỉ? Nếu x1 mà nhỏ x2 thì các em có này. Y1 của chúng ta sẽ lớn hơn y2 nhá. Y1 sẽ lớn hơn Y2. Đấy. Ok không? Các em đánh dấu cái này vào cho anh nhá. Ok. Thì các em nhận xét gì về cái trên không? Nếu hàm số mà đồng biến, đúng không? Trên khoảng từ A đến B thì X1 nhỏ X2 đồng nghĩa với Y1 nhỏ Y2 thì người ta gọi là cùng dấu ấy, cùng chiều ấy, đúng không nhỉ? Còn đâu nếu mà X1 nhỏ X2 mà Y1 lại lớn hơn Y2 thì hàm số sẽ nghịch biến, là nghịch chiều nhá. Ok. Đấy là kiến thức đầu tiên và cũng khá là quan trọng nhá. Chúng ta phải nắm được kiến thức này để về sau khi các em làm bài tập ấy, các em hiểu định nghĩa rồi thì làm nó khá là dễ dàng thôi nhá. Ok. Đấy là định nghĩa số 1 nhá, dựa vào được hướng đi của đồ thị. Cái này người ta gọi là dựa vào hướng đi của đồ thị. Đồ thị đi lên là đồng biến và đồ thị đi xuống là nghịch biến. Được chưa nhỉ? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cho anh phần định nghĩa số 2. Định nghĩa số 1 là liên quan đến hướng đi là chúng ta nắm được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào định nghĩa số 2. Các em ghi nhá. Phần 2 lớn. Được chưa nhỉ? Đơn điệu, các em ghi này. Phần 2 lớn là định nghĩa đơn điệu dựa vào đạo hàm. Dựa vào đạo hàm nhá. Đạo hàm. Đấy, chúng ta sẽ học về đơn điệu dựa vào đạo hàm. Chỉ như sau, chúng ta ghi như sau. Nhớ các em ghi phần 1. Phần 1. Thì các em ghi như sau này. Cho hàm số, cho hàm số y bằng fx, y bằng fx có đạo hàm nhé. Có đạo hàm y bằng f phải x. Được chưa nhỉ? Liên tục nhá, liên tục trên khoảng từ A đến B, trên khoảng từ A đến B. Được chưa? Đấy, thì các em nhớ này, điều kiện liên tục ấy thì cũng có nghĩa là đạo hàm của nó là một đường nét liền. Đấy, các em hiểu là như vậy nhá. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm y bằng f(x)
liên tục trên khoảng từ A đến B. Được chưa nhỉ? Thì các em ghi cho anh cộng dòng đầu tiên này, cộng dòng đầu tiên nhá. Đấy, thì các em ghi nếu đạo hàm của chúng ta ấy, là f và x của chúng ta ấy, mà luôn lớn bằng không nhá, với mọi giá trị của x thuộc vào khoảng AB, được chưa? Đạo hàm mà lớn bằng không với mọi x thuộc vào khoảng AB và một điều kiện nữa, các em ghi và đồng thời một điều kiện nữa là đạo hàm bằng không nhá, nó chỉ xảy ra ở hữu hạn điểm thôi. Hữu hạn điểm thì các em hiểu là ở một số điểm thôi nhá. Hữu hạn là đếm được, đúng không? Ở hữu hạn điểm thôi. Đấy. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện này thì đồng nghĩa với hàm số sẽ đồng biến nhá. Suy ra chúng ta sẽ có là hàm số sẽ đồng biến trên khoảng từ A đến B. Được nhỉ? Trên khoảng từ A đến B. Đấy. Đấy là kiến thức 1. Được chưa? Nếu đạo hàm mà luôn dương với mọi x thuộc vào khoảng AB và đồng thời đạo hàm mà bằng 0 nó chỉ xảy ra ở một số điểm thôi. Hữu hạn là một số các em nhé. Thì hàm số sẽ đồng biến trên khoảng từ A đến B. Ok nhá. Đấy, chúng ta ghi cho anh định nghĩa phần đơn điệu và đạo hàm là như vậy. Tương tự, chúng ta ghi cho anh phần 2 như sau này. Được chưa nhỉ? Các em ghi cộng dòng số 2 nhá. Thì các em ghi như sau: nếu đạo hàm mà nhỏ hơn bằng 0 với mọi giá trị của x thuộc vào khoảng AB, được chưa? Và đồng thời là đạo hàm bằng 0 nó chỉ xảy ra ở một số điểm thôi. Chỉ xảy ra ở một số, đồng nghĩa là ở hữu hạn điểm đấy. Ở hữu hạn điểm nhá. Hữu hạn điểm. Thì chúng ta cũng suy ra là gì? Hàm số sẽ nghịch biến nhá. Hàm số sẽ nghịch biến. Kiến thức này rất là quan trọng đấy nhờ. Tại vì những cái gì mà có phần lý thuyết là chúng ta phải học nhá. Chúng ta hiểu lý thuyết thì làm bài tập nó mới dễ dàng được. Và những bài toán khó thì nó đều xuất phát từ lý thuyết cơ bản thôi. Được chưa nhờ? Thôi, chúng ta vào học nhớ. Các em ghi tiếp này. Nếu đạo hàm mà nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc vào khoảng AB, được chưa? Đồng thời đạo hàm bằng 0 chỉ xảy ra ở một số điểm thôi. Hữu hạn điểm là một số điểm đấy. Thì các em suy ra là hàm số sẽ nghịch biến nhá. Hàm số sẽ nghịch biến. Đấy, các em nhớ này. Đạo hàm mà lớn bằng 0, được chưa? Đạo hàm mà lớn bằng 0 thì hàm số sẽ đồng biến. Đạo hàm mà nhỏ bằng 0 thì hàm số sẽ nghịch biến. Đấy nhá. Đấy là hai kiến thức rất là quan trọng cho cái phần định nghĩa số 2 này. Bây giờ chúng ta sẽ vào một số ví dụ nhé. Các em ghi như sau. Các em ghi cho anh ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 như sau này. Người ta bảo là Xét tính đơn điệu của hàm số. Thì các em hiểu này, tính đơn điệu chính là tính đồng biến nghịch biến đấy nhá. Xét tính đơn điệu của hàm số có nghĩa là chúng ta đi xem là hàm số đồng biến trên khoảng nào và nghịch biến trên khoảng nào. Đây chính là bài toán xét tính đơn điệu. Rồi chúng ta sẽ vào ví dụ 1. Phần A như sau. Xét tính đơn điệu của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1 cộng 1 nhá. Đây. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Các em ghi phần bài giải nhé. Thì để xét tính đơn điệu của hàm số bất kỳ ấy, thì các em gồm những bước sau. Bước 1 là các em đi tìm tập xác định. Tập xác định. Được chưa? Thì tập xác định của hàm này là hàm bậc 3, đúng không? Hàm đa thức. Thì tập xác định chính là D bằng R nhá. Bước đầu tiên xong. Bước thứ 2 là chúng ta tính đạo hàm nhá. Đấy. Những bài toán về xét tính đơn điệu thì bước 1 tập xác định, bước 2 là các em tính đạo hàm. Thì đạo hàm bằng bao nhiêu nhỉ? 3x bình, đúng không? 3x bình trừ 3. Và các em tìm nghiệm nhá. Bước 2 là tính đạo hàm, sau đó các em tìm nghiệm của đạo hàm. Thì các em tìm nghiệm bằng bao nhiêu đây? 3x bình trừ 3 bằng 0. Thì đồng nghĩa với x bình bằng 1,
đúng chưa? Mà x bình bằng 1 thì x bằng cộng trừ 1 nhá. X bằng cộng trừ 1. Ok. Đấy là bước số 2 này, tính đạo hàm, sau đó các em tìm nghiệm của đạo hàm. Nhá. Các em nhớ này, hàm 3x, hàm x mũ mũ alpha ấy, đạo hàm bằng alpha và nhân với x mũ alpha trừ 1 nhá. Hàm hằng số nhân với x đạo hàm thì bằng bằng hằng số đấy. Ok nhá. Bước số 3 là các em lập bảng biến thiên. Nhá. Trong bước 3 là chúng ta lập bảng biến thiên. Đấy, thì trong bảng biến thiên này các em cố gắng nhá, phải nhớ cho anh là nó gồm có 3 dòng. Dòng đầu tiên là dòng của x, dòng tiếp theo là dòng của đạo hàm và dòng cuối cùng là dòng của đồ thị, là dòng của y. Yeah. Thì trong dòng của x, các em điền cho anh tất cả những giá trị mà đạo hàm bằng 0. Đạo hàm bằng 0 chính là tại x bằng cộng trừ 1, trừ 1 này, 1 này và dương vô cùng. Nhớ. Đến đây các em điền cho anh này, tại x bằng trừ 1 thì đạo hàm bằng 0 này, đúng không? Tại x bằng 1 thì đạo hàm cũng bằng 0 này. Nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ giấu này. Bây giờ mục tiêu là chúng ta phải biết được dấu của y phải. Anh hướng dẫn chúng ta nhé. Bằng việc là các em, một cách một là chúng ta sử dụng về dấu của tam thức, đúng không? Thì trong khoảng nghiệm từ trừ 1 đến 2 thì nó sẽ trái dấu với hệ số A. Thì hệ số A của chúng ta là bằng 3, nó dương, trái dấu sẽ là âm, đúng không? Và hai khoảng còn lại là đan dấu, cộng trừ nhá. Đấy là cách một là chúng ta dựa vào dấu của tam thức bậc 2. Trong khoảng nghiệm thì là trái dấu, ngoài khoảng nghiệm sẽ là cùng dấu. Ok nhớ, các em nhớ như vậy nhá. Cách 2 là chúng ta làm như nào? Cách 2 là chúng ta thay một giá trị bất kỳ trong khoảng này vào. Các em hiểu không? Thì anh thay 0, tại vì 0 nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1 mà. Đấy, anh thay vào y phẩy, thay vào y phẩy nhá. Thì nhận thấy là y phẩy tại giá trị x bằng 0, các em tìm được chính bằng trừ 3. Nó âm, nó âm, đúng chưa? Nó âm thì trong khoảng này nó sẽ mang giá trị âm. Và ngoài hai khoảng này là đan dấu nhá. Âm thì bên này sẽ là dương, bên này sẽ là dương, người ta gọi là đan dấu đấy. Ok nhá. Thì khi đó thì các em nhớ này, dương là gì? Dương là đạo hàm dương đồng nghĩa với hàm số đồng biến, đúng không em? Hàm số đồng biến thì đồ thị đi lên từ trái sang phải. Ok không? Đấy là chúng ta vừa học hai kiến thức vừa lại nhá. Đạo hàm dương thì hàm số đồng biến, hàm số đồng biến thì y đi lên từ trái sang phải, đúng chưa? Và đồng thời chúng ta sẽ có này, đi từ trừ 1 đến 0 là gì? Đi từ trừ 1 đến 0 đạo hàm âm, đạo hàm âm đồ thị sẽ đi xuống từ trái sang phải nhá. Và tương tự như vậy, đi từ 1 đến dương vô cùng là đạo hàm dương, đạo hàm dương là hàm số đồng biến và đi lên từ trái sang phải. Ok không? Bước cuối cùng là bước kem kết luận nhá. Bước cuối cùng là kem kết luận, kết luận nhá. Đấy. Thì các em nhớ này, khi chúng ta kết luận thì chúng ta kết luận những yếu tố gì? Thì trong bài toán này là chúng ta học về tính đơn điệu, thì các em sẽ kết luận về đồng biến và nghịch biến nhá. Học về đơn điệu nên chúng ta sẽ kết luận về tính đồng biến và nghịch biến. Chúng ta kết luận như sau. Thì các em nhớ nhá, khi người ta nói về tính đồng biến nghịch biến ấy, thì chính là đồng biến trên các khoảng gì, mà khoảng gì là của x, các em nhá. Khoảng gì là của x. Thì nhìn này, đi từ âm vô cùng cho đến trừ 1 hàm số đồng biến, được chưa? Đi từ 1 cho đến dương vô cùng là hàm số đồng biến nhá. Kết luận các khoảng của x, các em nhá. Thì cái kết luận như sau. Hàm số đồng biến trên các khoảng trên các khoảng, được chưa? Trên các khoảng. Thì khoảng đầu tiên chính là đi từ âm vô cùng đến trừ 1. Đi từ âm vô cùng đến trừ 1 nhá. Và khoảng tiếp theo là đi từ 1 đến dương vô cùng, 1 đến dương vô cùng. Được chưa? Nhớ nhá. Giữa hai khoảng này chúng ta kết luận là và hoặc là chấm phẩy, được chưa nhỉ? Chứ không, chúng ta không được kết luận là dấu hợp đâu nhá. Đấy, chúng ta kết luận tiếp. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào, các em nhỉ? Thì vì là nghịch biến trên khoảng từ trừ 1 đến 1 thôi nhá, nên chúng ta kết luận là hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng là từ trừ 1 cho đến 1, được chưa? Đấy là ví dụ 1 nhá. Đấy, chúng ta cố gắng nắm cho anh ví dụ 1 nhá. Kiến thức đầu tiên trong đây chúng ta hiểu là
đạo hàm dương đồng nghĩa với đồ thị sẽ đi lên, và chính là hàm số sẽ đồng biến trên khoảng đấy. Đạo hàm âm, đúng không? Đồ thị đi xuống và hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng đấy. Ok nhá. Các bước làm chung cho bài toán về tính đồng biến nghịch biến. Bước 1 tìm tập xác định. Bước 2 tính đạo hàm và tìm nghiệm của đạo hàm. Bước 3 lập bảng biến thiên. Bước 4 là kết luận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ 2 nhá. Kem ghi cho anh ví dụ 2 như sau. À, và phần B của ví dụ 1 như sau nhá. Phần B. Đấy, chúng ta sẽ làm phần B như sau này. Người ta bảo là xét tính đơn điệu của hàm số. Xét tính đơn điệu của hàm số. Được chưa? Thì hàm số người ta cho là như sau. Y bằng x mũ 4, x mũ 4 trừ 2x bình trừ 1, trừ 2x bình trừ 1 nhá. Ok. Chúng ta cùng làm nhanh câu này nhá. Thì câu này các em làm như sau này. Bước đầu tiên là chúng ta đi tìm tập xác định. Tập xác định. Thì hàm này thì có tập xác định là D bằng R. Vì là hàm đa thức mà, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta phải làm được là tính đạo hàm y phải nhá. Thì đạo hàm của hàm 4x thì nhớ này, hàm x mũ 4 đạo hàm bằng gì? Vất mũ xuống, đúng không? Hàm x mũ alpha đạo hàm ấy thì bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ đi 1 đơn vị, trừ đi 1 bậc, thì chính là 4x mũ 3, được chưa? Trừ đi hàm này thì nhớ này, hàm này là hàm hằng số. Hằng số nhân với một biểu thức đạo hàm nhá, thì chính bằng hằng số và nhân với u phải. Thế đó. Đấy thì kem có hằng số là trừ 2, đúng không? Trừ 2 và nhân với x bình đạo hàm bằng 2x. Và hàm hằng số đạo hàm bằng 0, trừ 1 đạo hàm bằng 0. Đến đây kem tìm nghiệm, đúng không? Bằng 0 này. Tương đương với là gì? Kem sẽ có 4x chung nhá. 4x mũ 3 đúng không? Trừ đi 4x bằng 0 thì kem có 4x chung ra ngoài. 4x chung ra ngoài, bên trong còn gì? X bình trừ 1 bằng 0. Thì từ đây kem tìm được các nghiệm nhá. Đúng không? Thì kem tìm được đây là tích mà. Thì chính là x bằng 0 này. X bằng 0 này. Đồng thời x bình trừ 1 bằng 0. Thế x bình trừ 1 bằng 0 là kem tìm được là x bình bằng 1. X bình bằng 1 là kem tìm được x bằng cộng trừ 1. Được chưa? Ok nhá. Đấy. Là bước thứ hai là kem tìm nghiệm của đạo hàm. Và bước thứ ba là kem lập bảng biến thiên. Bước thứ ba là chúng ta có bảng biến thiên. Được chưa? Thì trong bảng biến thiên ấy thì các em nhớ này, nó gồm có 3 dòng. Dòng đầu tiên là dòng của x, dòng tiếp theo là dòng của y phải, và dòng cuối cùng là dòng của y. Dòng của y nhá. Thì đầu tiên các em điền cho anh này, x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Yeah. Các em điền cho anh tất cả các giá trị nghiệm vào. Nghiệm đầu tiên là x bằng 0. Nghiệm tiếp theo là x bằng cộng trừ 1. Trừ 1 đây, 1 đây, đúng không? Thì các nghiệm này là đều cho đạo hàm bằng 0. Các em điền đây là 0 này, 0 này, 0 này. Giờ yeah. Đấy. Bây giờ là bước quan trọng nhất là các em tìm dấu cho anh của y phải bên này. Đúng không? Mục tiêu chúng ta cầm tìm dấu của y phải. Thì anh hướng dẫn chúng ta nhé. Cách 1 là chúng ta sẽ dựa vào thay giá trị. Đúng không? Ví dụ này, đi từ 1 đến dương vô cùng ấy, anh sẽ thay giá trị 2 vào đây, vào khoảng này. Đúng không? Thì các em nhớ này, thay 2 vào y phải. Mục tiêu là chúng ta cần tìm dấu mà. Thì kem thay 2 vào y phải nhá. Thì chúng ta sẽ có này, y phải tại 2. Kem tìm được bằng bao nhiêu đây? 4 nhân với 2 mũ 3 và trừ đi 4x. Thì chính là 4 nhân với 2 mũ 3 đúng không? Là 4 nhân 8 ấy. Và trừ đi 4 nhân x chính là 8. Và kết quả kem tìm được bằng 24. Được chưa? Bằng 24 dương. Dương. Đấy. Thì khi kem thay 2 vào y phải thì y phải của chúng ta dương. Dương thì khoảng từ 1 đến dương vô cùng là dương nhá. Thì các khoảng còn lại là các nghiệm đơn mà. X bằng 0 là nghiệm đơn, x bằng cộng trừ 1 là nghiệm đơn. Ok. Thì qua các nghiệm này nó sẽ đổi dấu. Thì chỗ này các em sẽ điền này, cộng này, trừ này và cộng này. À, cộng trừ, đúng chưa? Nó đan dấu nhá. Xong rồi. Và bước cuối cùng là các em vẽ bảng biến thiên của hàm y. Thì các em nhớ như sau này. Y của chúng ta là gì? Y là âm, đúng không? Đạo hàm âm, đồ thị đi xuống từ trái sang phải. Đạo hàm dương,
đồ thị đi lên từ trái sang phải, đạo hàm âm đi xuống và dương là đi lên nhá. Và bước cuối cùng là các em kết luận tính đồng biến nghịch biến thôi. Bước cuối cùng là các em kết luận nhá. Kết luận. Đấy, thì kết luận chúng ta sẽ có hai cái cộng. Tại vì khi kết luận thì chúng ta phải kết luận đồng thời hai tính là tính đồng biến và tính nghịch biến. Các em kết luận như sau. Nhá, chúng ta kết luận như sau. Nhìn vào đây chúng ta biết ngay là gì? Đi từ âm vô cùng cho đến trừ 1, đồ thị đi xuống là hàm nghịch biến. Đi từ 0 đến 1 hàm số nghịch biến. Đi từ âm 1 đến 0 đồng biến. Và từ 1 đến dương vô cùng là đồng biến. Nhớ, các em kết luận như sau. Hàm số đồng biến trên các khoảng. Trên các khoảng. Thì đây, đi từ trừ 1 đến 0 là đồ thị đi lên, đồng nghĩa với đạo hàm dương, thì chính là đồng biến. Trừ 1 đến 0, đúng không? Và đi từ 1 đến dương vô cùng, 1 đến dương vô cùng nhé. Ok, đấy là kiến thức đầu tiên, các em kết luận. Các em kết luận tiếp là hàm số nghịch biến. Đúng không? Thì hàm số nghịch biến trên khoảng nào nhỉ? Trên các khoảng nhá. Thì nhìn vào đây biết ngay là đi từ âm vô cùng đến trừ 1 là nghịch biến này. Đi từ 0 đến 1 là nghịch biến. Y phải âm mà. Đồ thị đi xuống mà, đúng không? Âm vô cùng đến trừ 1 và đi từ 0 cho đến 1 nhá. Xong. Nên là bài toán B là chúng ta làm như vậy nhá. Bước 1 tập xác định, bước 2 tính đạo hàm, tìm nghiệm của đạo hàm, bước 3 là bảng biến thiên. Trong bảng biến thiên là chúng ta sẽ quan tâm về dấu của y phải bằng việc là các em thay một giá trị bất kỳ trong khoảng này. Đi từ 1 đến dương vô cùng thì chúng ta thay giá trị 2 vào y phải thì nó dương, dương thì khoảng này dương và tất cả các khoảng còn lại là đang dấu. Dương âm, dương âm. Dương thì đi lên, âm thì đi xuống. Và từ đó các em kết luận tính đồng biến nghịch biến. Được nhá. Chúng ta sẽ vào ví dụ 3 và ví dụ 4 trong cái dạng 1 này. Nào, chúng ta cùng ghi chép và làm nhá. Các em ghi cho anh sang phần C. Sang phần C. Người ta gọi là xét tính đơn điệu của hàm số y bằng 2x-1, 2x-1 chia cho x cộng 1. Ok. Đấy. Thì với bài toán này là bài toán về hàm phân thức. Thì chúng ta ghi như sau. Bài giải nhé. Bước đầu tiên là chúng ta đi tìm tập xác định, đúng không? Bước đầu tiên là các em đi tìm tập xác định nhá. Thì tập xác định của hàm này nó chính là nghiệm của mẫu khác không, đúng không? Hàm phân thức thì mẫu khác không. X cộng 1 khác không thì x khác trừ 1. X khác trừ 1 thì chúng ta ghi là D bằng R và loại bỏ đi nghiệm trừ 1 nhá, trừ 1. Đấy. Bước thứ hai là chúng ta tính đạo hàm là y phải ấy, y phải nhá. Thì các em nhớ này, đây chính là đạo hàm của hàm UV, đúng không? Thì các em nhớ một là các em nhớ công thức này. UV đạo hàm. Nhớ các em chú ý công thức này vào đi, đạo hàm của hàm phân thức. Thì UV đạo hàm ấy nó sẽ là gì? Luôn luôn là mẫu bình, đúng chưa? Luôn luôn là mẫu bình. Và trên tử là U phải nhân V trừ đi U nhân V phải nhá. Tử phải nhân mẫu và trừ đi tử nhân mẫu phải chia cho mẫu bình. Ok nhá. Đấy, chúng ta áp dụng cái đấy và các em làm câu này. Thì đầu tiên này, y phải của hàm này là luôn luôn là mẫu bình, đúng không? Thì này, tử phải thì 2x trừ 1 phải chứ bằng 2 và nhân với mẫu là x cộng 1 nhá. Và các em trừ đi tử giữ nguyên và nhân với mẫu phải, đúng không? Thì mẫu phải chính là bằng 1. Xong, bây giờ các em rút gọn đi nhá. Thì 2x cộng với 1 chính là 2x cộng 2. Cái này đúng không? Cái này các em nhân tung ra chính là trừ 2x. Trừ 2x và các em cộng 1 chia cho x cộng 1 bình phương. X cộng 1 bình phương. Đến đây các em rút gọn đi chỉ còn là gì? Chỉ còn là 2 cộng 1 là 3 thôi. 3 chia cho mẫu thôi. 3 chia cho mẫu thôi. Đúng không? Nhá, bình phương. Ok. Đấy. Thì các em nhớ này. Các em nhớ này. Đây là anh hướng dẫn chúng ta cách 1 là tính y phải như vậy nhá. Cách 2 chúng ta có một công thức tính đạo hàm nhanh như sau. Khi hàm của chúng ta là hàm ax cộng b chia cho cx cộng d. Đúng chưa? Thì các em nhớ này. Y phải của hàm này được tính theo một công thức khá là nhanh như sau. Dưới mẫu là bình phương nhá.
C cộng D là bình phương này, mẫu bình phương này. Giờ mẫu luôn luôn là bình phương này. Hằng số tự do trên tử được tính theo công thức này. Huyền trừ sắc, nhân chéo xuống trừ nhân chéo lên, AD trừ CB, A nhân D trừ CB hoặc là BC đều được nhá. Được chưa? A nhân D trừ CB, nhân chéo xuống trừ nhân chéo lên nhá. Quy tắc alpha ngược ấy, A nhân D trừ C nhân B. Ok. Đấy là cách tính nhanh đạo hàm nhá. Để chúng ta áp dụng cái công thức này vào xem. Thì nó sẽ có như sau này. Y bằng 2x trừ 1 chia cho mẫu này. Từ đây chúng ta suy ra y phải bằng bao nhiêu? Mẫu bình phương này đúng không? X cộng 1 bình phương này. Và huyền trừ sắc là nhân chéo xuống và trừ nhân chéo lên. 2 nhân 1 đúng không? 2 nhân 1 mà trừ nhân chéo lên là 1 nhân trừ 1 nhá. Các em đừng bị nhầm chỗ đoạn này. Trừ 1 nhân trừ 1 nhá. Tại vì B của chúng ta là bằng trừ 1. Từ đây các em rút gọn thì nó cũng chính là 2 cộng 1 là bằng 3 chia cho mẫu bình. Đúng không? Thế các em tính đạo hàm theo cách nào cũng được. Một là các em sử dụng công thức U chia V. Cách hai là chúng ta sử dụng công thức tính nhanh vừa anh cho chúng ta đấy. Ok nhá. Rồi bước thứ ba là các em tìm nghiệm của đạo hàm đúng không? Đấy các em nhớ này. Đạo hàm của chúng ta bằng cái này, các em tìm nghiệm thì là vô nghiệm, đúng chưa? Y phải thì y phải bằng 0 chính là vô nghiệm rồi, vô nghiệm nhá. Tại vì hàm phân tức bằng 0 thì tử bằng 0, mà tử bằng 3 rồi thì không thể bằng 0 được, nên là vô nghiệm. Bước cuối cùng là chúng ta đảm bảo biến thiên. Bước 3 là các em đảm bảo biến thiên nhá. Đấy, thì trong bảng biến thiên này các em chú ý này, bài toán này rất là quan trọng đấy nhá. Đây là x này. Đây là y phải này. Và đây là y này. Đúng chưa? Đây là âm vô cùng này nhá. Đây là dương vô cùng này. Thì nhiều bạn bảo với anh là thế trong bảng biến thiên này không có nghiệm thì chúng ta điền như nào? Đúng không? Tại vì y phải của chúng ta không có nghiệm thì các em điền như nào? Thì nhớ này, luôn luôn là các em sẽ điền cho anh là gì? Cái giá trị mà hàm số không xác định. Đúng không? Thì bài toán này là giá trị không xác định là trừ 1, nên là các em sẽ phải điền trừ 1 vào đây nhá, chú ý nhá. Với bài toán mà không có nghiệm đạo hàm thì các em sẽ điền giá trị mà tại đấy đạo hàm không xác định. Thì đạo hàm không xác định là tại x bằng trừ 1. Được chưa? Thì các em nhớ này, không xác định thì chính là hai gạch nhá, hai gạch. Ok. Rồi đấy. Thì đến đây các em điền như sau này. Thì đi từ âm vô cùng đến trừ 1 các em nhớ nhá. Đạo hàm của chúng ta là bằng 3 chia cho mẫu bình. Thì đạo hàm của chúng ta có luôn dương các em á. Các em có kết luận được như vậy không? Đạo hàm của chúng ta có luôn dương không? Luôn dương nhá. Vì sao nhỉ? Hằng số mà chia cho mẫu bình phương thì nó luôn dương với mọi x khác trừ 1. Đúng chưa? Nên trên khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 là đạo hàm dương. Tương tự, từ trừ 1 đến dương vô cùng đạo hàm cũng dương. Dương thì đồ thị sẽ đi lên nhá. Dương thì đồ thị sẽ đi lên. Thế thôi. Và bước cuối cùng là bước rất là quan trọng nhá. Bước cuối cùng là bước kết luận. Kết luận nhá. Đấy, thì các em nhớ này. Bài toán này ấy, thì nó đồng biến trên các khoảng là từ âm vô cùng cho đến trừ 1 và từ trừ 1 đến dương vô cùng nhá. Chúng ta kết luận và kết luận như vậy. Các em kết luận như sau. Hàm số đồng biến. Được chưa? Hàm số đồng biến trên các khoảng nhá. Các khoảng từ âm vô cùng cho đến trừ 1 và cho này các em ghi chấm phẩy cũng được nhá. Đấy, không thì các em ghi là và từ âm 1 cho đến dương vô cùng nhá. Và các em chú ý này, khi kết luận tính đồng biến nghịch biến chúng ta không được ghi như này nhá. Các em chỗ đoạn này các em cần phải chú ý nhá. Với bài toán này các em không được ghi nhá. Hàm số đồng biến trên R và loại bỏ đi nghiệm trừ 1. Không được nhá. Thế như này là cũng đúng, tại vì nghiệm trừ 1 là các em không lấy, đúng không? Thì hàm số các em hiểu là đi từ âm vô cùng đến trừ 1 và từ trừ 1 đến dương vô cùng là đều đồng biến hết, đúng không? Nhưng mà như thế này là các em không được ghi nhá. Vì nếu mà nói về tính đồng biến ấy thì phải là liên tục. Như thế này nó không liên tục tại trừ 1. Các em không được kết luận như vậy. Các em phải kết luận là hàm số đồng biến trên các khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 này là khoảng này đồng biến này, và đi từ 1 đến dương vô cùng là cũng đồng biến này nhá. Chú ý cho anh cái kết luận này mới đúng nhá. Kết luận này các em không được kết luận nhá.
cái đoạn này không đúng. Ok, đấy là chúng ta làm khá là quen đúng không, chúng ta làm về ba ví dụ rồi. Các em ghi cho anh tổng kết nhé, tổng kết. Thì khi chúng ta làm về ba ví dụ đấy, chúng ta nhận xét được như sau này. Các bước làm nhé, các em ghi. Các bước làm chung để bài toán về tính đồng biến kịch biến. Các bước làm để xác định nhá, xác định được chưa nhỉ? Tính đơn điệu của hàm số. Thì bước đầu tiên nhá, bước đầu tiên là kem tính tập xác định, tìm tập xác định của hàm số đúng không? D bằng cái gì đó đấy nhá, đấy là chính là bước tìm tập xác định. Bước thứ hai là kem tính đạo hàm nhá, tính đạo hàm và kem tìm nghiệm của đạo hàm, được chưa nhỉ? Hoặc là y phải tại cái nghiệm đấy không xác định, không xác định. Đấy, ví dụ này, cái câu ví dụ A và ví dụ B là kem tìm nghiệm của đạo hàm đúng không? Nghiệm của đạo hàm tại trừ một, tại một. Phần B chúng ta cũng tìm nghiệm của đạo hàm không cộng trừ một. Phần C này, phần C là cái gì? Kem cũng tìm nghiệm nhưng mà nghiệm là vô nghiệm và chúng ta phải tìm thêm cái giá trị là gì? X bằng trừ một không xác định, thì kem điền vào trong cái bảng biến thiên này, được chưa? Đấy, và bước cuối cùng là kem lập bảng biến thiên. Bước cuối cùng là kem lập bảng biến thiên. Thì tại vì khi chúng ta lập bảng biến thiên rồi là kem suy ra là kết luận được tính đồng biến kịch biến rồi, đúng không? Nghe nhớ. Đấy là ba bước quan trọng nhất của bài toán về tính đồng biến kịch biến. Bước 1 tìm tập xác định, bước 2 tìm nghiệm và tìm y phải đấy không xác định. Bước cuối cùng là bảng biến thiên và kết luận. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ cuối cùng nhé. Ví dụ cuối cùng trong cái phần ví dụ 1 này. Đấy, để chúng ta áp dụng và chúng ta làm được những bài toán khác. Em ghi cho anh như sau. Ví dụ cuối cùng nhé, chúng ta lấy là ví dụ số 3, phần C. Ghi nhờ. Đấy thì em nhớ nhá, khi chúng ta tổng kết rồi, em đóng khung cái vừa nãy chúng ta tổng kết vào để chúng ta lần sau chúng ta mở ngay và chúng ta thấy ngay. Rồi chúng ta ghi phần C như sau này. Xét tính đơn điệu của hàm y bằng căn 4x trừ x bình nhá, 4x trừ x bình. Thì bài toán này đấy, bước đầu tiên là chúng ta tìm tập xác định trước, đúng không nào? Nhớ, bước 1, kem ghi như sau, đi tìm tập xác định của hàm số này. Thì kem nhớ này, với hàm này là hàm căn, thì căn U tập xác định chính là U lớn hơn hoặc bằng 0, lớn bằng 0. Đến đây nhá, anh nhân cả hai vế với trừ 1 thì bất phương trình đổi chiều, đưa về hàm tam thức bậc 2, hệ số A dương, đúng không? Đấy, nhỏ hơn bằng 0. Thì các em nhớ cho anh này rất là nhanh này. Khi tam thức bậc 2 hệ số A dương nhỏ hơn bằng 0 thì x bị kẹp đi từ nghiệm nhỏ đến nghiệm lớn. Thì trong bài toán này anh tìm được nghiệm nhỏ là 0 và nghiệm lớn là các em tìm được là bằng 4. Được chưa? Đấy. Thì bước đầu tiên là chúng ta tìm tập xác định. Thì tập xác định chính là đi từ 0 đến 4, 0 đến 4 nhá. Ok. Đấy là bước đầu tiên là chúng ta tìm tập xác định. Rồi bây giờ chúng ta vào bước số 2 là tính đạo hàm đúng không? Bước số 2 là kem tính y phải. Thì kem nhớ này, đây là hàm căn. Thì hàm căn U đạo hàm bằng gì nào? Còn nhớ công thức đạo hàm của hàm hàm U không? Hàm hợp nhớ. Thì kem nhớ này, hàm căn U đạo hàm bằng U phải chia 2 căn U nhớ. Đấy, những công thức đạo hàm của hàm U như thế này là kem phải nắm được, được chưa nhỉ? Đấy, thì là chúng ta tính y phải nhớ. Y phải chính bằng U phải, thì U phải chính là 4x trừ x bình phải, đúng không? 4x trừ x bình phải chính bằng 4 trừ đi 2x nhá. Tại vì đạo hàm của hàm 4x là bằng 4, đạo hàm của hàm x bình thì bằng trừ, đạo hàm của hàm x bình là 2x, có dấu trừ, đúng không? Trừ 2x. Và các em chia cho 2 nhân với căn U chính là 2 nhân với căn của 4x trừ x bình. Được chưa? Đấy, đến đây bước tiếp theo là các em tìm cho anh nghiệm của y phải bằng 0 nhá. Nghiệm của y phải bằng 0, được chưa nhỉ? Thì đến đây các em tìm nghiệm y phải bằng 0
suy ra là các em tìm được tử bằng 0, 4 trừ 2x bằng 0 nhé. Thì 4 trừ 2x bằng 0 đồng nghĩa các em tìm được x bằng 2. Đấy, đấy là bước số 2, x bằng 2 nha. Ok. Rồi, bước số 3 là chúng ta đi lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên nhá. Thì trong bảng biến thiên là chúng ta nắm được chưa? Trong bảng biến thiên là gồm có 3 dòng, dòng của x, dòng của y phải và dòng của y. Đúng chưa? Thì x xét từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng này. Nhưng các em chú ý nhá, vì tập xác định đi từ 0 đến 4, các em điền 0 vào đây, 4 vào đây. Tại vì ngoài khoảng này là chúng ta không xét, đúng không nhỉ? Ngoài khoảng là từ 0 đến 4, ngoài đoạn này chúng ta không xét, chúng ta gạch nó đi nhá, các em gạch nó đi. Nhá, vì ngoài khoảng chúng ta không xét mà, không xét chúng ta gạch nó đi, bỏ nó đi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xét trên khoảng là từ 0 đến 4 thôi. Thì đi từ 0 đến 4 chúng ta có nghiệm là x bằng 2. Thì các em điền 2 vào giữa, cho 2 vào giữa. Tại đây thì y phải bằng 0 này, y phải bằng 0 này. Đấy. Bây giờ nhá, mục tiêu là chúng ta tìm dấu của hai khoảng này. Đúng chưa? Thì ví dụ nhá, trong khoảng là từ 0 đến 2 anh thay giá trị 1 vào, đúng không? Thay 1 vào y phải xem nó âm hay dương. Đúng không? Thì chúng ta có này. Y phải tại 1, y phải tại 1. Kem thay vào đây kem tính. Nhớ thì kem nhẩm thôi, không cần phải bấm máy đâu. Thì kem thay 1 vào đây chính là tử chúng ta sẽ được là 4 trừ 2 bằng 2, đúng chưa? Tử là bằng 2 này. Mẫu là 2 nhân với căn của 4 trừ đi 1 bằng 3, căn 3. Thì chắc chắn dương rồi, đúng không? Một số dương chia một số dương thì y phải tại 1 là dương. Thì y phải tại 1 là dương thì đi từ 0 cho đến 2 sẽ là dương. Đấy. Và qua cái nghiệm 2 sẽ đổi dấu và nó sẽ là âm. Được chưa? Y phải mà dương thì đồ thị sẽ đi lên từ trái sang phải. Nhá. Y phải mà âm, đồ thị đi xuống từ trái sang phải. Được chưa? Và bước cuối cùng là chúng ta kết luận. Bước cuối cùng là chúng ta kết luận. Nhá. Kết luận. Thì các em kết luận như sau này. À, khi chúng ta kết luận về tính đồng biến nghịch biến thì là chúng ta kết luận về các khoảng đồng biến nghịch biến. Được không? Các em kết luận như sau. Hàm số đồng biến trên khoảng nào các em nhỉ? Đồng biến trên đâu nhỉ? Trên khoảng từ 0 cho đến 2. Nhớ đấy. Đi từ 0 đến 2, đạo hàm dương, đồ thị đi lên. Đúng chưa? Thì chính là đồng biến. Và các em kết luận là hàm số nghịch biến nhá. Hàm số nghịch biến. Nghịch biến trên đâu nhỉ? Hàm số nghịch biến trên khoảng từ 2 cho đến 4. Tại vì đi từ 2 đến 4 y phải âm, y phải âm. Đồ thị đi xuống là hàm nghịch biến. Được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ kết luận như vậy, đi từ 0 đến 2 là đồng biến và đi từ 2 đến 4 là nghịch biến nhá. Đấy thì chúng ta vừa nắm qua và nắm chắc về kiến thức của phần tính đồng biến nghịch biến. Thì các em nhớ này, đạo hàm mà dương, đúng không? Thì hàm số sẽ đi lên, đi lên là đồng biến. Đạo hàm âm, hàm số sẽ đi xuống và là nghịch biến. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ghi bài tập để các em ở nhà các em sẽ làm và áp dụng nhá. Các em ghi cho anh bài tập áp dụng và chúng ta ở nhà các em làm. Được nhỉ? Và buổi sau anh sẽ chữa nhá. Bài tập áp dụng này. Đấy, chúng ta ghi cho anh 4 câu này vào. 4 câu tương ứng với 4 dạng cực kỳ điển hình trong đề thi. Thì các em ghi như sau nhá. Xét tính đơn điệu ấy. Thì các em nhớ này, tính đơn điệu chính là tính đồng biến nghịch biến của hàm số. Xét tính đơn điệu của hàm số. Trong các ví dụ sau, phần A là hàm y bằng x mũ 4 trừ 8x bình trừ 4. Giờ phần B, y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng 1 nhá, cộng 1. À, phần C, y bằng 2x cộng 1 chia cho trừ x cộng 1. Giờ
phần D. D nhá. Y bằng căn của x bình trừ 4x cộng 3. Đấy thì các em nhớ này, bốn câu này tương ứng với bốn dạng toán trong đề thi. Dạng đầu tiên là hàm này, tên gọi của nó là hàm trùng phương nhá. Hàm này là hàm trùng phương. Hàm này là hàm bậc 3. Hàm này là hàm phân thức bậc nhất chia bậc nhất. Và hàm phần D chính là bài toán về về hàm căn thức. Nhá, bốn dạng này là bốn dạng điển hình trong đề thi. Ok nhá. Thì đấy, bước đầu tiên của chúng ta, chúng ta cố gắng là gì? Chúng ta nắm chắc cho anh về kiến thức của phần đồng biến nghịch biến nhá. Đấy. Chúng ta nhớ lại như sau này. Nếu mà hàm số đi lên từ trái sang phải thì chính là hàm số đồng biến trên khoảng từ A đến B, được chưa? Đồ thị mà đi lên là đồng biến, đồ thị đi xuống là nghịch biến. Đấy, kiến thức số 2 nhá, là liên quan đến đạo hàm. Đạo hàm mà dương, đúng không? Đạo hàm mà lớn bằng 0 thì hàm số đồng biến. Đạo hàm mà âm thì hàm số sẽ nghịch biến nhá. Đấy thì buổi đầu tiên chúng ta cố gắng là gì? Nắm cơ bản và nắm chắc cho anh các kiến thức về phần đơn điệu của hàm số, được chưa nhỉ? Thì đến buổi học số 2, số 3 là chúng ta sẽ luyện tập và làm những bài toán nâng cao, học các dạng toán về tham số m của phần đồng biến nghịch biến nhá. Buổi đầu tiên chúng ta học như vậy thôi. Và cố gắng ở nhà các em phải làm hết bài tập cho anh nhé, được chưa nhỉ? Nhá, buổi đầu tiên chúng ta học như vậy thôi. Anh xin chào tất cả các em nhé.